Nếu chú em hỏi thì anh sẽ trả lời là khi hồi nhỏ bố mẹ anh đã dẫn anh đi xem nhạc opera, nhưng vì anh thấy chán quá nên thấy bảo về. Mà thấy em nào bố mẹ anh không cho đi đường cổng chính mà chọn cổng phụ. Cổng phụ do ra cái ngõ hẻm nào đó mà gặp đúng một tên cướp bắn hai phát chết bố mẹ anh. Và thế là anh thành mồ côi giàu cho sớm. Superpowers again? I'm rich. Giờ thì chú biết bố mẹ anh ở đâu rồi, hay có muốn đi gặp phải không? Em nghĩ là không. Nói rồi đấy, là tôi với bạn tôi đi bếp vào ngày 7 tháng 8 tại trường Đại học Kinh tế Quốc gia Hà Nội, chứng kiến cảnh này mới tận mấy chục năm rồi. Mà điều thú vị là tôi với bạn tôi là chỉ có những thanh niên mồ côi rồi, tạo ra những phần cảnh khá là thú vị. Thật sự, với tư cách là một fan hâm mộ thì tôi chứng kiến cảnh này thật là khá khó chịu, bởi vì tại sao họ cứ hỏi đi hỏi lại mồ côi duy nhất mà không hỏi những câu khác kiểu như là Batman, dưới chỗ đâu, Batman, Harvey Dent đâu, hay là Batman, Martha. Tôi kệ, dù sao thì đấy cũng là cả hứng để tôi tạo ra video này, nên kệ bảy gương mặt vàng chống nàng mồ côi. Ban màn rồi thì đến Tanjiro nhé. Thật bản của tôi, cách thằng nuôi mà các bạn ngừng ngừng này. Tốt Tanjiro, và nó thì hay bị hỏi những câu kiểu như là vậy, Tanjiro, bố mẹ mày đâu? Bố mẹ ư? Thôi, đi đặt kể cho mày về toàn cảnh gia đình tao. Bố tao thì mất sớm, còn bố mẹ tao vẫn là đứa em của tao rồi. Mỗi ngày, tao phải xuống núi bán than để kiếm sống. Ơ, sao nghe cứ như là tao ngừng nghe với khói là? Nghe tiếp này, sau khi từ thị trấn trở về lên núi, thì tao chứng kiến cảnh mẹ tao với bốn đứa em tao chết. Còn mỗi mình đứa em gái bị quỷ giết, còn mỗi đứa em gái mà đứa em gái nó thì lại ngửa quỷ nửa người. Ơ khoan, nhà mày bán than à? Ừ. Ồ, tỏ sáng mày đen thế. Thế mày thì sao, Eren? Tao ư? Để chẳng đôi khi tao sẽ nói một câu rồi. Mẹ tao thì bị vợ cả của bố tao giết chết, còn bố tao thì ngồi lắm. Con này mình tao với đứa em gái nuôi, mà nó thì cũng một cú nốt. Còn đã, mày có em gái không? Ừ, đuổi không? Tao đang hơi. Thế mà tao rồi, thì mày sao? Hả đi tớ? Tao à? Tao thì mới được 1 năm tuổi, chưa biết đi. Thì Voldemort, chú tể hạ ám, đến ra tao Avada Kedavra cho bố mẹ tao hai phát chết muộn. Đồng thời, tặng cho tao cái vết thả thù hình từ trước. Sau đó, khi tao sống cùng với cô dì chú bác của mẹ tao, mà sống ở đời thì bị đốt xử như người nội địa đại đèn. Sau đó, tao được bạn của bố tao là chú Sirius làm bố nuôi. Mà chưa đăng ký làm bố nuôi thì bị mụ bạn gái của Voldemort bắn cho Avada Kedavra thêm một phát nữa, bay màu luôn. Thế là tao vẫn là một cùi. Ít ra thì bố đứa chúng mày vẫn xưng hơn hai người bạn tao. Đứa thì có em gái, đứa thì có cô đi chú bác, đứa thì do bỏ mẹ ra, được thừa hưởng tài gia Taikatsu cùng với dân sự. Tao, Naruto, là con của Hokage đệ tứ Minato. Khi vừa mới để ra thì bố mẹ đã thành cái bánh donut bởi con cửu ví. Không có người thật trong nhà thì tao được CEO Tam chu cấp cho cái một cái căn hộ ăn mì tổ với uống sữa thiều một quả tháng. Đó là còn chưa kể tao còn bị tu thị nhá. Tao Sasuke là con trai của trưởng tộc Uchiha, không được hưởng cái mẹ gì cả bởi thằng anh ấy nói hết mẹ rồi. Sau đó đến 6 thì thằng anh nó giết cả gia tộc lẫn cha mẹ, thế là tao thành một cùi. Sau đó tao giết cả anh tao luôn, thế là tao là thằng duy nhất trong cái gia tộc này. Nói vậy thôi chứ số nước vẫn đi kề bên trên đấy. Chúng ta đi sâu với Spider-Man, thánh nhỏ của năm, kinh động nhỏ trong giới siêu anh hùng. Ba lời Spider-Man, Peter Parker, không cha, không mẹ, mất bác Ben. Nhận Toby thì mất bạn thân, mất cô bố của bạn thân. Nhận anh Vũ thì bớt nhỏ hơn, nhưng mà vẫn không thoát được cái kiếp mồ côi. Khi nên 6 tuổi thì cha mình chết trong vụ tai nạn như vậy. Bác Ben thì chết, bạn gái thì chết, bố của bạn gái cũng chết luôn. Nhận Tô Non thì cứ tưởng sẽ là ca cưng của MCU, nhưng không, bác Tony chết, gì mà chết, bị xã hội dùng bở mà đi quyền công giòn. Phải lấy dòng ấy, là Spider-Man sau sự kiện No Way Home ấy, nào chẳng có gì nữa, đúng cái gì rồi.